Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình tác phẩm truyện Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc với diễn biến tập 11. Cuộc họp giới thiệu nhân sự cho vị trí viện phó có sự tham gia của lãnh đạo bộ kết thúc. Dù chưa có quyết định chính thức, Phó Tiến sĩ Đinh Tiến Thành gần như là ứng viên duy nhất. Tự hào vì mình là thành phần trí thức vừa hồng vừa chuyên, Đinh Tiến Thành coi việc thăng tiến này gỡ lại chút danh dự sau lần bị đánh ghen. Việc mất 180 đồng cùng chiếc đồng hồ Raketa chỉ như vẩy nến không đáng gì. Điều khiến gã uất hận bởi mùi thối nồng nặc từ hố phân nên tắm 3 ngày và tốn bánh xà phòng thơm vẫn không thấy đỡ. Tạm quên nỗi nhục khi ngồi tổng ngồng viết bản thú tội, Đinh Tiến Thành lo chuyến xuất ngoại sắp tới có nhiều hứa hẹn tươi sáng. Sau nửa năm, kể từ ngày đoàn chuyên gia của Viện Hóa Dầu Baku tới làm việc, Bộ Tài chính đã duyệt chi để chuyến công tác Azerbaijan được tiến hành vào tuần sau. Hôm nay ngồi đọc lại bản kế hoạch công tác, Đinh Tiến Thành chợt nhớ để tay bạn học cũ là kỹ sư cự phòng, người có chuyên môn và trình độ ngoại ngữ đáng nể. Giá như tay đó không ngồi tù, chuyến đi này chắc sẽ có một suất. Nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh, coi như tay đó chẳng có số xuất ngoại. Đứng ngoài hành lang hút thuốc, Đinh Tiến Thành nhớ lại việc phải bày kế mèo khóc chuột để viện trưởng Hoàng Minh Tá ký công văn rồi sai cộp dấu thay mặt cơ quan xin bảo lãnh cho cán bộ của viện. Nếu cự phòng có được tự do, con đường thăng tiến vào chỗ đứng ở viện chẳng còn. Đinh Tiến Thành hóa giải được sự đe dọa bằng hai tờ đơn. Như vậy, vừa tránh tai ương lại có tiếng là người nhân nghĩa với đồng nghiệp. Không có cự phòng tham gia đoàn công tác, bù lại một chuyên viên trên bộ giỏi tiếng Nga không kém thế chỗ làm phiên dịch. Đúng như câu, không cô thì chợ vẫn đông. Đinh Tiến Thành biết đây là dịp mình kiếm thêm một khoản trước khi ngồi vào ghế viện phó. Nghĩ đến cảnh tem phiếu từ hạng E sẽ lên hạng C, chưa kể mua ở phố nhà thờ sẽ không phải xếp hàng từ 3 giờ sáng như mọi người. Phó Tiến sĩ Đinh Tiến Thành mỉm cười mãn nguyện. Chưa ngồi vào ghế viện phó, vị phó tiến sĩ hãnh diện đã nhẩm tính. Không quá 5 năm tới, ông Hoàng Minh Tá về hưu. Như vậy cái ghế viện trưởng nằm trong tầm tay nếu biết quan hệ tốt với các lãnh đạo bộ. Sắp lên trước viện phó, dù đồng hồ chỉ 4 giờ 30 phút chiều, nhưng Đinh Tiến Thành vẫn chưa nhấc mông khỏi phòng làm việc. Chẳng phải mẫn cán gì, vị phó tiến sĩ tỏ ra gương mẫu khi ngồi đủ 8 giờ vào ngọc và về sau mọi người. Kỳ thực thời gian ngồi thêm dành cho việc khác. Xách chiếc cặp ra căn phòng rời cơ quan, Đinh Tiến Thành không về nhà ngay vì bận đi giao hàng. Chiếc túi mì chính hôm trước tặng cho người đẹp Mai Liên. Khi bình tâm nghĩ lại, dù đoán hai vợ chồng nhà đó gài bẫy mình nên mới ra nông nỗi vậy. Biết mình dại gái nên há miệng mắc quay, Đinh Tiến Thành tặc lưỡi coi như của đi thay người để nhận về bài học nhớ đời. Mì chính vốn không phải ai cũng có điều kiện mua. Có chăng chỉ là những gói giấy nhỏ độ một nửa cùi rìa mì chính để thêm vào nước canh một chút. Mặt hàng xa xỉ có khách riêng nên họ mua từng gói. Nhiều người mua về, xẻ ra từng gói nhỏ, bán kiếm chút lãi. Nhiều lúc khan hiếm chẳng có để mua. Không cho khách nợ gối đầu, Phó Tiến sĩ Đinh Tiến Thành bắt tiền trao chóa múc ngay, đỡ mất công đi đòi nợ. Bán xong chung gói mì chính, lúc quay về Đinh Tiến Thành ngạc nhiên vì thấy trước cửa có con xe Honda 67 dựng án ngữ. Ngồi ngay bàn uống nước có hai vị khách lạ mặt đang ngồi nói chuyện cùng vợ mình. Thấy chồng về, người vợ chạy ra nói nhỏ. Khách đến mua xe đợi từ nãy, thôi mình vào tiếp chuyện đi. Vừa nhìn thấy gã chồng của Mai Liên cùng một tay trẻ tuổi có đôi mắt dữ tợn, Phó Tiến sĩ Đinh Tiến Thành ớn lạnh. Không ngờ bọn này mò đến tận nhà, như vậy sự việc không hề đơn giản. Nhắc vợ xuống dưới bếp ăn tối cùng hai con trước, nhìn thẳng vào mặt kẻ đã hành mình khốn khổ khốn nạn hôm trước, Đinh Tiến Thành điềm nhiên hỏi. Hôm trước tôi đã đưa cho anh đủ giấy tờ theo yêu cầu, như vậy không ai nợ ai điều gì. Hưng Tà Phù châm lửa hút thuốc, gã làm bộ dễ dãi gật đầu công nhận lời vị phó tiến sĩ là đúng. Giang hồ trọng chữ tín nên quân tử nhất ngôn. Việc hôm trước coi như xong, không bàn đến và vợ chồng gã chấp nhận làm hòa cùng nhau. Đợi cho vị chủ nhà ngấm, Hưng Thọ Phù bất ngờ tung chiêu. Bỏ qua vụ ghen tuông vớ vẩn, hôm nay tôi đến mua lại xe máy của ông vì con vợ tôi nó thích ngồi sau xe Suzuki. Chắc quen môi thêm mùi ăn mãi. Chiều vợ nên dù chẳng sung sướng gì, tôi vẫn phải gom tiền đi mua. Đặt một phong bì nâu trước mặt chủ nhà, Hưng Tào Phù nhắc hãy mở ra xem số tiền có đủ mua xe máy không, để viết giấy luôn cho kịp. Đinh Tiến Thành mở phong bì, khuôn mặt bỗng biến sắc.
vì hơn chục tấm ảnh chụp mình cùng Mai Liên trong trang phục Adam và Eva ngồi rúm gió trong góc nhà. Trước mặt là tờ giấy do chính tay mình ghi lại chi tiết mọi việc. Dù tờ giấy viết tay được đổi lấy hai tờ xin bảo lãnh cho kỹ sư cự phòng, nhưng tay chồng Mai Liên đã láo cá khi cho chụp lại một bản làm bằng chứng. Trong lúc chưa biết đối phó với tay lưu manh này kiểu gì, bất ngờ vị khách không mời lên tiếng. Tuần sau ông đi Liên Xô, khéo kiếm đủ tiền mua con xe Honda Coupe. Đi làm gì con xe chạy xăng pha nhất, như người ta nói, Suzuki vừa đi vừa đẩy. Những bức ảnh này gửi thẳng lên văn phòng bộ, khéo đẹp mặt các đồng chí lãnh đạo, rồi cám chả có mà ăn nữa, là đi tất. Sau khi nhận chục tấm ảnh cùng cuộn phim gốc, giữa ánh đèn măng sông, vị phó tiến sĩ cay đắng viết giấy bán xe, rồi ký, ghi rõ họ tên. Cầm tờ giấy bán xe cho người chủ mới, mang tên Đinh Mạnh Tân. Lúc này Hưng Tàu Phụ quay sang tên đàn em là Tân Húng Chó, rồi nói giọng châm biếm. Cùng họ Đinh, nhưng khác nhau một trời một vực thật. Không muốn gã trí thức lưu manh bị thiệt thòi, sẽ chó cùng rứt dậu. Hưng Tàu Phụ lấy trong túi sách ra 5 lọ thuốc kháng sinh bột màu trắng, cùng chục lọ nước cất gắn trong vỉ bằng giấy cạc tông. Gã thở dài nói ngay. Ông đi đái, thấy đau bút và mưng mủ rồi đúng không? Nếu tiêm penicillin chẳng ăn thua. Đây là 5 lọ gentamicin, mua từ bên Pháp. Giá mỗi lọ là 1 đồng cân vàng. Ở Hà Nội, không biết, thì có tiền trả mua nổi. Như vậy ông chả bị thiệt chút nào. Muốn kín tiếng, thì thuê bà Lan y sĩ về hưu ngay bên phố Phùng Hưng tiêm cho. Dân chơi nó gọi bệnh của ông là nổ ống bô. Dù xa vợ con rồi, chả lo không có thằng chống gậy. Mặc cho tay phó tiến sĩ Đinh Tiến Thành ngồi như pho tượng, Hưng Tàu Phù đứng lên bước ra cửa. Gã không quên dặn, nếu tiêm chưa đủ liều, hãy mua thêm 5 lọ nữa. Không mua được gã sẽ mua giúp, coi như làm phúc. Khi hai con xe máy rời đi, Đinh Tiến Thành vội cất mấy lọ thuốc kháng sinh vào ngăn tủ ly. Đúng như câu đi đêm lắm có ngày gặp ma. Sau vài lần quan hệ với người đẹp Mai Liên, dạo gần đây mỗi lần đi tiểu đều thấy đau buốt, còn triệu chứng thằng mất dạy vừa tả không sai. Biết mình mắc bệnh hoa liễu, ngặt nỗi việc đi khám không hề đơn giản, nên Đinh Tiến Thành còn nấn ná. Nhận được mấy lọ thuốc kháng sinh liều cao, dẫu mất oan con xe máy, nhưng vị phó tiến sĩ đành nuốt nhục. Vì đường công danh sự nghiệp, nếu mọi việc vỡ lở, bao năm phấn đấu trở về con số không tròn trĩnh. Thất thểu bước vào nhà tắm, khi vạch quần, Đinh Tiến Thành chỉ biết tặc lưỡi, tiếc con xe máy, nhưng của đi tay người. Chớp mắt lo tiêm kháng sinh để mau khỏi bệnh, vì để lây ra vợ, sẽ khổ cả nhà. Ngồi cùng ba thằng đàn em trung thành dưới nền nhà, thay vì đánh chén rượu thịt như mọi lần, Tài rơi bưng từ dưới bếp lên một rổ khoai tây luộc. Đây là loại khoai bi, chỉ to hơn đầu ngón chân cái. Nhiều nhà luộc rồi bóc vỏ, nghiền kỹ và ninh với chút xương là có nồi súp ngon tuyệt. Xúc đường trong lọ thủy tinh ra đĩa, Tài dư đặt cạnh dầu khoai tây luộc, rồi nói đầy triết lý. Ăn để mà sống, không phải sống để mà ăn. Thôi, bóc vỏ chấm đường, chiêu thêm ngụm nước là no căng diều. Thấy mọi người khen món khoai tây ngon, nên Tài dư tự hào khoe. Đêm qua vâng lệnh đại ca, lượn lờ khu Thanh Xuân, thấy bên cạnh ruộng rau muống cạn có những luống khoai tây. Chẳng biết làm gì cho hết giờ, y đã thu hoạch luôn nửa bao tải cho đỡ buồn tay. Có một điều luyến tiếc, quanh đó chẳng có nhà nào nuôi gà để hớ hênh. Nếu không, hôm nay mọi người được xơi món khoai tây hầm thịt gà. Ăn xong củ khoai tây đầu tiên, Hưng Tập Phù lắc đầu, nhắc nhẹ. Mẹ kiếp, mày vẫn quen thói ăn cắp vặt. Đầu óc bé như củ khoai bi, sao nghĩ lớn được? Vốn chẳng nghĩ ra được, Tài rơi cười hình hạch vì khoái mấy trò như thả phân vào nồi bún ốc, mang dao đi xin tí tiết bọn làm đại ca ngứa mắt. Chợt nhớ ra điều hệ trọng, y vội bẩm báo ngay không lại quên. Ngay chợ đuổi có vợ chồng thằng Thành Lác bán thịt bò, nói đại ca là thằng Hưng ghẻ tàu, có gì phải sợ. Rồi đối mặt xem nào. Vẻ nông quẩn rõng để khoe đôi chân chẳng còn dấu vết của mụn ghẻ, tất cả nhờ bài thuốc dân tộc của gã tư sầu trong tận Nha Trang. Hưng Tàu Phụ tặc lưỡi rồi miễn cưỡng nói. Đúng là loại ăn đứng dựng ngược. Thôi, thằng nào kiếm chai axit tới thẳng vào chân thằng Lác, xem nó còn hỗn được không. Chẳng cần đại ca nhắc đến câu thứ hai, Toàn chập mạch đứng dậy mượn chìa khóa con xe Suzuki của Tân Húng Chó rồi đi luôn. Biết thằng đàn em vẫn còn nguyên một chai axit đậm đặc chưa dùng đến, Hưng Tàu Phụ chẳng buồn cản lại, vì gã ghét nhất thể loại dám coi thường mình. Món khoai tây luộc chấm đường chỉ ăn hương ăn hoa, nhìn dầu khoai chả vơi đi chút nào. Hưng Tàu Phù ngồi bắn điếu thuốc lào, rồi ngước mắt nhìn khoảng sân ở bếp như suy tính điều gì. Trong lúc gã chưa có được kế hoạch cướp hàng trong kho, dù có thêm tên đàn em vừa ra tù, bất ngờ mấy thằng tiểu nhị từng theo Tân Húng Chó nhập kho xuất hiện.
Một thằng có khuôn mặt già cân lễ phép nói: "Báo cáo đại ca, nhà bán nước ở khu Thanh Xuân hôm nay có đám ma. Em nghe nói ông cụ vừa chết đã ngoài 80. Dù sai mấy thằng tiểu nhị vật vờ quán nước, Hưng Tòa Phù không hé răng mục đích thực sự của mình với kho hàng. Gã yêu cầu bọn này đến ngồi ám quẻ tại quán nước, rồi hút thuốc lào vặt, chơi đầu đít giết thời gian. Trong lúc bốn thằng tiểu nhị ăn tục nói phét, đánh giấm rong tại nhà em trai của gã chủ kho hàng, Hưng Tòa Phù lên nhiều phương án vẫn chưa thấy khả thi. Do vậy việc ông cụ thân sinh ra anh em nhà đó chết khiến gã vui mừng khôn xiết. Giống như ra cát khổng minh đợi gió đông, Hưng Tòa Phù biết thời cơ đã tới. Gã buồn bã nói: "Cụ như vậy là đại thọ rồi. Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận. Bọn mày kiếm giúp mấy cái khăn tang để tao còn đi phung viếng." "Ờ, em tưởng nhà đám phải lo việc khăn tang. Hóa ra đại ca có họ hàng với cụ ấy." Hưng Tào Phù bực mình nói: "Mà chê cưới trách là điều hiển nhiên. Trong lúc tăng gia bối rối thì bằng tự kiếm khăn tang cho nhanh." Sai bốn thằng tiểu nhị quay về khu chợ đuổi canh miếu, Hưng Tào Phù ngồi bàn bạc cùng hai tên đàn em thân tín. Bởi đây là cơ hội duy nhất để khoáng một mẻ, nếu không cả lũ chỉ biết trơ mắt ích trước đống tài sản kếch xù. Khi thống nhất xong xuôi, Hưng Tào Phù móc túi lấy tiền, giao tên đàn em đi mua mấy bìa đậu về rán để uống rượu. Dù vẫn còn một khoản tiền đủ chi tiêu, gã chẳng dám vung tay quá trán, bởi nếu không lấy được hàng trong kho, xác định từ quân đến tướng móm rều. Khi đĩa đậu rán vàng được bưng lên, chai rượu trong góc nhà được mang ra, Hưng Tào Phù nghe tiếng con xe máy Suzuki từ ngoài ngõ chạy vào, nên biết Toàn chập mạch đã về. Chẳng cần hỏi kết quả, gã rót cho tên đàn em chén rượu, rồi tự tay gắp miếng đậu rán cho vào bát. Nấu cạn chén rượu, vừa thổi vừa xơi miếng đậu rán, Toàn chập mạch nói một câu ngắn gọn: "Thằng Lác giờ còn loét, chắc không ai dám mua thịt bò nhà nó. Giờ nó ở đâu rồi?" Toàn chập mạch thoáng suy nghĩ rồi khẳng định, nạn nhân của y hiện đang ở khoa bỏng của bệnh viện Sanh Pôn, bởi thằng đó không ngờ bị lĩnh tròn ca axit vào ngay hai chân. Không tỏ vẻ động lòng thương xót, Hưng Tào Phù dặn ba tên đàn em trung thành: "Chút nữa, một thằng quay lại khu đó xem cụ già được đưa về quê, hay xuống Văn Điển chôn, và lúc mấy giờ. Khi chuẩn bị làm việc quan trọng, cấm bọn mày dính vào mấy con bớp bẩn. Vận đen mà kéo tới thì hơn cả chó mực." Biết tính đại ca nên ba tên đàn em răm rắp tuân theo. Nếu mò ra chỗ mụ Kha Béo, cầm chắc bị ăn táng vỡ mặt, rồi cả người lẫn xe bị đại ca quăng xuống hồ Ha Le. Thấy sắp đến giờ vợ quay về, Hưng Tào Phù nhắc mấy tên đàn em: "Thằng nào muốn ăn xôi ế ngồi ở lại, không thì phắn." Khi vợ Hưng Tào Phù về nhà, mấy tên đàn em đã biến mất do sợ ăn xôi. Ngược lại, vì đã tìm ra cách giải quyết được bài toán hóc búa, gã nằm phờn phơ đợi vợ đơm xôi vào bát, rồi ăn còn làm giấc ngủ. Không thấy vợ bưng bát xôi, thay vào đó là bát mì sợi nấu với thịt băm cùng quả cà chua, Hưng Tào Phù phấn khởi và mừng cho vợ hôm nay bán được hết hàng. Dẫu sao, bán hàng cả buổi sáng, bù lại được giấc ngủ trưa và có nguyên buổi chiều lo việc nhà. Tính về thu nhập, vẫn hơn làm xã viên hợp tác xã, nên vợ gã yên tâm hơn hẳn. Ngày trước sợ đong gạo giá cao méo mặt, hóa ra nếu chịu khó nhặt nhạnh, đâu đến mức phải vác giá đi vay hoặc sống đời khốn khó. Ăn no xong ngủ một giấc béo mắt, trời vừa nhập nhoạng, Hưng Tào Phù đã rời nhà ghé quán nước đầu phố, gã đợi tin của lũ đàn em trước giờ hành động. Trời sang thu, đường phố buổi tối không còn oi ả. Tuy vậy, sự thiếu thốn hằn rõ trên khuôn mặt mọi người. Việc xếp hàng đong gạo, mua thực phẩm hay xếp hàng nước không phải là tất cả. Do giá cả leo thang, cùng hàng hóa khan hiếm, nên mọi người đều chân ngoài dài hơn chân trong. Chẳng hiếm gặp cảnh cô giáo đạp xe đi giao kẹo hay ngồi may gia công quần áo. Nhiều gia đình cả vợ lẫn chồng rời cơ quan, lên trong đèn làm thuê đủ thứ việc nhằm đắp đổi sống qua ngày. Bán xong điếu thuốc lào, Hưng Tào Phù gọi chén trà nóng, dù chưa ăn tối. Vừa nghe tiếng con Suzuki từ xa chạy lại cùng khói mù mịt, gã gọi thêm chén nữa cho tên đàn em. Dựng xe máy cạnh gốc cây sở cừ, tân húng chó thông báo: "Cụ chết tầm 5 giờ sáng, lúc 1 giờ chiều con cháu làm lễ phát tăng và nhập quan. Chiều mai đúng 2 giờ sẽ đưa về quê ở Bình Lục, coi như xong một kiếp người." Hưng Tào Phù tính nhanh, đưa về quê tận Bình Lục tỉnh Hà Nam Ninh, không sớm quay về được. Đất có lề, quê có thói. Dù thế nào nhà có đám vẫn phải làm vài chục mâm, nếu không dân làng chửi cho mục mà. Khi mà việc hoàn tất, nhanh nhất phải 8 giờ tối, mọi người mới từ dưới Bình Lục về đến khu Thanh Xuân. Như vậy gã có 6 tiếng để hành sự, chẳng lo bị bắt quả tang. Dặn tên đàn em về nghỉ sớm, Hưng Tào Phù lững thững tản bộ dọc con phố Nguyễn Du.
khi bước chân của gã chớm tới hồ Hà Lè, như một phản xạ, gã quay ngược lại vì sợ gặp mặt con mụ Kha Béo, việc cát thành hung. Không ngon ăn như phi vụ đột vòm kho hàng bên ngõ Trung Tiền. Lần này khuôn hàng ở khu Thanh Xuân đồng nghĩa với mạo hiểm tăng cao. Bắt đầu quy tụ được lũ đàn em trung thành, gã chẳng ngu gì vào hòa lò bóc lịch rồi giống gã hì đầu bạc. Trộm được hàng đã khó, tìm nơi cất giấu và tiêu thụ còn khó hơn rất nhiều. Chẳng thể mang về khu tập thể nhà giàu như lần trước, gã dự định tìm mối rồi bán sang tay. Thói đời, nông dân nghèo hay bán lúa non nên càng nghèo. Gã biết mình bán mớ kiểu đó thua thiệt đủ đường. Bù lại là sự an toàn khiến bọn chủ hàng không lần ra tung tích. Bước gần về tới nhà, Hưng Tập Phù thấy ông Cự Phách đi tản bộ về phía mình, thoáng chút do dự. Nhưng gã chọn cách tránh mặt vì không muốn trả lời câu hỏi chẳng có lời giải. Tất cả những gì cần làm cho kỹ sư cự phòng, nói một cách công bằng, gã đã dốc hết sức. Bây giờ chỉ còn trông vào vận may của người kỹ sư gặp vận hạn đen đủi. Được ngày buổi tối có điện lại ổn định. Ăn xong, gã chợt nhớ đến dự định mua vô tuyến hay giả na cai để ngôi nhà đỡ trống vắng. Như vậy, nếu phi vụ mất công bấy lâu nay được thông đồng bén giọt, gã phải lùng mua bằng được con vô tuyến để nông deluxe. Loại cửa lùa có bốn chân, nhìn như kết trạn, nhưng đẹp hơn nhiều. Gã vốn không xính hoại, nhưng hễ đồ gì của Nhật vẫn thấy tốt hơn. Giống như chiếc đồng hồ Seikofai đang đeo trên tay, giá trị ăn đứt loại đồng hồ Raketa hay Pojos của Liên Xô. Dù đã cấm mấy thằng đàn em dính đến gái vì đen, khi nằm cạnh vợ, chạm vào cặp mông tròn đằn, Hưng Tào Phủ đưa tay xoa rồi cười khùng khục. Gã nói bâng quơ trước khi tắt đèn hành sự. Thôi, đắm đỏ thì bố cho giặt mệt luôn. Do biết vẫn còn sớm, buổi sáng Hưng Tào Phủ ngồi ăn bánh giò và cân nhắc lại mọi đường đi nước bước cho kín kẽ. Gã biết chủ hàng nhiều tiền, như vậy là kẻ buôn bán lọc lõi. Hàng lấy được nếu mang ra chợ Đồng Xuân hay chợ Rời tiêu thụ, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Đêm qua sau khi cuồng nhiệt cùng vợ, gã kịp nhớ ra tay lái xe tải Diêu 130 quê ở Hà Sơn Bình, nên có thể chở hàng sang tỉnh đó rồi tìm mối tiêu thụ. Như vậy tránh được tay mất của đám con buôn, vì của đau con sót sẽ lồng lộn đi tìm. Giải xong bài toán gồm nhiều mảnh ghép, Hưng Tập Phù nhấc mông sang quán nước ngồi một cách nhàn tản, pha chút u sầu. Ánh nắng dọi xuống khiến gã lim dim đôi mắt, nhìn thoáng qua tưởng đang ngủ. Kỳ thực mọi biến động trên phố đều không lọt qua mắt gã. Hưng Tập Phù nhẩm tính, sang tháng khi Hà Nội tưng bừng kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng thủ đô, gã cũng bước vào tuổi tam thập nhi lập. Bởi thế việc khoáng một mẻ coi như quà mừng thọ sớm. Chả rõ người khác nghĩ gì, với gã, bước vào tuổi 30, có nhà để ở, có con xích thú ăn xăng để cưỡi, và quan trọng, có một người đẹp ôm ấp hàng đêm. Như vậy cuộc đời chẳng đến nỗi bạc đãi gã chút nào. Đang ngồi như con mèo già sưởi nắng, Hưng Tập Phù giật mình nghe thấy tiếng ông Cự Phách ngay bên tai. Vợ chồng tôi ngày nhớ đêm mong, nhưng chưa thấy tin tức gì, đến khổ. Thông cảm với những gì ông Cự Phách đang chịu đựng, Hưng Tập Phù chỉ biết an ủi. Dù sao ít ra cự phòng chưa được tự do, nhưng đang sống yên ổn, không bị ai làm phiền. Thấy khuôn mặt đượm buồn của ông Cự Phách, gã chỉ ngay sang cửa hàng gạo đang xếp hàng dài, thậm chí có người đã chôn chân ở đó từ 5 giờ sáng. Thấy ông Cự Phách có vẻ không hiểu, gã nói rõ. Gạo bán cho dân, ăn còn trả đủ, lấy đâu nuôi bọn tù đông như quân bành trướng. Rồi bác cự phòng sớm được tự do thôi. Gần trưa, dặn vợ không nấu cơm vì mình bận đi giữ đám ma, Hưng Tập Phù cùng ba tên đàn em thân tín cưỡi xe máy đến khu Thanh Xuân. Tuy nhiên thay vì chạy thẳng tới nhà có đám, gã tấp xe vào quán nước ngay tầng 1 của khu tập thể. Sau vài câu trao đổi, con xe Honda 67 và xe Suzuki được gửi lại để cả bọn quốc bộ vào phía trong. Khi cách nhà đám vài trăm mét, Hưng Tập Phù móc trong túi ra những mảnh vải trắng rồi chia cho lũ đàn em để chút nước quấn lên đầu. Trước sự ngạc nhiên của ba tên đàn em, Hưng Tập Phù liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi giải thích. Cụ trưởng Toàn có họ cả làng, anh em mình chít khăn tang cho phải đạo. Giống như người thân, Hưng Tập Phù lăng xăng ở đám tang cho đến giờ di quan. Gã chủ động mời thuốc người này, rót trà cho người khác như con cháu trong nhà. Thậm chí chưa từng gặp cụ trưởng Toàn, gã vẫn nhỏ to kể lại phút lâm chung cụ muốn gì. Chứng kiến đại ca diễn kịch, ba tên đàn em chỉ biết há mồm kinh ngạc xen lẫn thán phục. Đúng 2 giờ kém 10 phút, theo hiệu lệnh từ hai chiếc đũa cả gõ vào nhau của một cụ cao tuổi, cỗ quan tài cụ trưởng Toàn được xoay đầu để rời ra xe tang. Trong tiếng khóc than của con cháu, Hưng Tào Phù vội xúm vào khiêng với gần chục thanh niên trai tráng.
Cỗ quan tài vừa ra đến sân, bên trong nhà có tiếng pháo nổ như đánh thức hương hồn cụ biết đường quay về. Đoàn người đi bộ theo xe tang thêm một đoạn gần 30 mét thì dừng lại. Người con lớn của cụ Trường Toàn, tức chủ kho hàng, đứng lên xe nói lời cảm tạ trước khi xe tang đóng cửa để hướng về Bình Lục. Nhìn theo đoàn xe với hàng chục vòng hoa, mọi người đều tấm tắc vì đám tang cụ Trường Toàn to nhất từ trước đến nay. Đợi đoàn xe đi khuất, Hưng Tộc Phụ cẩn thận chít khăn tang rồi nhắc mấy tên đàn em làm theo. Sau đó gã lững thững cùng Tài Rơi, Toàn Chập Mạch và Tân Húng Chó kéo nhau sang hàng nước gần đó ngồi. Biết tính đại ca làm gì đều cân nhắc, mấy tên đàn em ngồi bán thuốc lào uống trà, không dám mở miệng thắc mắc. Ngồi vật vờ đến lúc đồng hồ chỉ 4:30, Hưng Tộc Phụ hắng giọng ra hiệu rồi đứng lên. Ở bên kia nhà đám có một phụ nữ bưng chậu cơm trộn thức ăn đi về phía kho hàng. Gã biết giờ này hai con béc dê đang đợi bữa chiều. Bước nhanh về phía người phụ nữ, Hưng Tà Phù vui vẻ nói: "Bác Tùng dặn em cho hai con chó ăn, chị vào khéo nó sơ một phát mà đùi là toi." Nhìn thấy Hưng Tà Phù chít khăn tang như mình, người phụ nữ không chút nghi ngờ trao ngay chậu thức ăn cùng chùm chìa khóa cho gã. Khi đã mở cánh cửa ngôi nhà án ngữ, Hưng Tà Phù nhắc Tân Húng Chó trộn bà vào chậu thức ăn, còn Tài Dươi đi gọi xe tải vào chở hàng. Mặc cho hai con chó gầm gù, gã đặt chậu cơm và thức ăn trước mặt chúng, rồi lồi ra quãng xa, châm lửa hút điếu thuốc. Giải thích việc vì sao hai con béc dê ăn đồ do người lạ đưa, chỉ tay vào chiếc chậu men cũ, Hưng Tào Phù nói: "Chủ của nó đi vắng, sẽ có người khác cho ăn, nhưng bọn này được huấn luyện, chỉ ăn ở cái chậu men đó. Nói chung chó khôn đến mấy không bằng con người, có vậy chúng mới là chó." Đúng như Hưng Tào Phù nhận xét, sau khi đã xơi sạch chậu cơm trộn bạc nhạc bò, hai con chó sùi bọt mép nằm phơi bụng, con lưỡi thè hẳn ra ngoài. Cầm chùm chìa khóa trong tay, gã dùng chân đá hai con chó vào gốc cây ổi, sau đó thản nhiên mở khóa. Kho hàng là một căn phòng rộng chừng 50 m² và ngăn làm hai. Ngoài bốn bức tường có cửa sổ được cài cẩn thận, bên trên là mái ngói và trần la phông nên mưa gió không ảnh hưởng. Lúc đứng giữa kho hàng, dù mọi thứ không còn nhiều, với những gì còn lại đủ khiến Hưng Tào Phù cùng mấy tên đàn em sững người. Chẳng giống kho hàng ở ngõ Trung Tiền, kho hàng này giá trị hơn rất nhiều. Gian bên trong kho hàng có hai con xe đạp Peugeot màu cánh trà mới tinh, giá trị của chúng đến chục cây vàng. Dù hai con xe Peugeot chưa được lắp hoàn chỉnh, nhưng khung xe được bọc ni lông cùng bộ lốp và phụ tùng đều có đầy đủ. Ngoài hai con xe đạp đắt tiền, Hưng Tập Phụ kiểm tra những thùng thuốc tây có ghi tiếng nước ngoài và hai kiện vải kẻ có dòng chữ xuất xứ Bulgari. Chẳng có sữa ông thọ hay vải KT, kho hàng này chứa những đồ nhập từ nước ngoài theo đường công khai lẫn buôn lậu trên biển. Do xuống Hải Phòng nhiều lần để giao những lô tranh sơn mài, Hưng Tạm Phù đoán xe đạp và thuốc tây có xuất xứ từ Pháp, được nhập lậu ở ngoài phao số 0. Riêng kiện vải của Bulgari chắc chắn lão chủ hàng móc nối mua đi bán lại của những người sang bên đó công tác. Biết mình giống đám phu vàng khoan đúng bìa kim loại quý, Hưng Tạm Phù thở vào nhẹ nhõm vì công sức bấy lâu được đền đáp xứng đáng. Đợi con xe tải Diêu 130 dừng ngay trước ngôi nhà, trong nháy mắt toàn bộ số hàng được khuân lên thùng xe. Dù số hàng trong kho hơi ít, gã biết giá trị của chúng gấp nhiều lần kho hàng bên ngõ Trung Tiền. Nhìn thùng xe còn nhiều chỗ trống, gã thầm tiếc vì chủ hàng đã bán đi gần hết, nếu không hôm nay cả bọn sẽ giàu to. Khi con xe Diêu 130 hướng ra đường Nguyễn Trãi, ngước nhìn bầu trời bắt đầu nhập nhoạng tối, Hưng Tào Phù tháo khăn tang trên đầu ném xuống ruộng rau muống cạn. Gã lững thững ra hàng nước ở khu tập thể Thanh Xuân lấy xe máy. Yên tâm vì áp tải xe hàng có Tài Rơi cùng Toàn Chập Mạch, Hưng Tào Phù cùng Tân Húng Chó phi xe máy vào Hà Đông để tẩu tán số hàng vừa khoáng được. Nghĩ đến việc cấm lũ đàn em dính đến gái, còn mình vẫn hùng hục trèo đèo lội suối, Hưng Tào Phù tặc lưỡi vì đúng là đức năng thắng số cũng nhiều. Do chán phải ăn xôi ế, buổi sáng trước lúc vợ đội thúng xôi rời nhà, Hưng Tào Phù vội vàng ra đón ngõ vì gã tự nhận mình nhẹ vía. Chẳng cần xò chân vào quần dài, gã trung thành với việc cởi trần mà quần đùi đứng chắn ngay đầu ngõ. Sau một thời gian quan sát và chiêm nghiệm thực tế, Hưng Tào Phù rút ra kết luận. Chẳng riêng mụ khọm già đầu ngõ, cô giáo Huyền đẻ hơn gà cũng nặng vía không kém. Đợi vợ đi ngang qua, tiện tay gã vỗ mông rồi nói một câu quen thuộc: "Bán đắt hàng nhá." Thấy còn sớm nên Hưng Tào Phù chẳng vội vàng gì. Gã lững thững quay vào nhà ngủ thêm cho béo mắt. Chút nữa dậy ăn sáng, rồi lượn qua chợ đuổi là vừa đẹp. Vụ pho tượng Đức Phật đàn xanh bằng trầm hương bị đánh cháo từ năm ngoái. Giờ đây bà chủ Dung Trầm được báo lại, nhưng không tìm ra thủ phạm. Thay vì thuê gã lái xe ở ngõ nhà giàu như mọi lần,
chiều qua bà chủ Dung Trầm gặp gã để bàn chuyện hợp tác như xưa. Thời thế đã đổi thay. Gã không còn là một xã viên hợp tác xã cơ khí thất nghiệp, chẳng có nổi xe đạp phải quốc bộ. Chưa kể việc con bé Bạch Ngọc đỗ vào trường đại học xây dựng có một phần công sức của gã phụ đạo. Do vừa khoáng được một mẻ có giá trị cao, gã chẳng còn mặn mà làm chân bảo tiêu mang những pho tượng Trầm xuống Hải Phòng như trước. Dù bà chủ Dung Trầm ngọt nhạt hứa hẹn, gã nhớ rõ mình bị bà chủ Dung Trầm đuổi việc do đến muộn vài tiếng. Giờ quay lại công việc chẳng hóa ra tự mình vả vào mặt mình. Chiều qua để bà chủ Dung Trầm nói xong, gã từ chối khéo bằng cách hẹn sẽ trả lời sớm. Tuy nhiên gã tự biết chẳng cần nhận lời làm gì. Tiền công dù nhiều nhưng sự hứng thú chẳng còn. Ngồi ngay giữa cửa bán điếu thuốc lào, Hưng thọ phù thấy những người phụ nữ bị gã coi nặng vía bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là cô giáo Huyền dắt xe đạp rời nhà. Hai đứa con gái cầm cặp sách theo mẹ ra bên ngoài. Chút nữa chồng cô sẽ đảm trách hai đứa còn lại. Nhiều lúc gã tự hỏi sao một người phụ nữ ốm yếu lại có thể đèo hai đứa trẻ một lúc đến trường xa nhà cả chục cây số. Không có mối quan hệ nào trên phòng giáo dục, cô giáo Huyền dạy học ở trường nhân chính khá xa. Chồng cô chẳng khá gì hơn khi dạy học tận khu cao xả lá. Đúng như câu, người ăn chẳng hết, người lần không ra. Cô giáo Huyền đẻ hơn gà nên sòn sòn, đến khi về hưu chắc phải chục đứa. Trong khi đó con dâu ông cự phách bị mẹ chồng chê là không biết đẻ, còn vợ gã chẳng khá khẩm gì hơn. Nghĩ đến cảnh vợ chồng quan hệ không dùng bao ca bốt, nhưng cô vợ hờ vẫn trơ như hòn đá mài, khiến gã đâm nản. Ăn trộm có đến đâu, gã vẫn thực hiện được. Riêng khoản có đứa con phụ thuộc vào phụ nữ nên gã đành chịu. Vợ chồng nhà giáo vừa đi khỏi, bà hàng xóm được gọi là mụ khọm già xuất hiện với chiếc chổi trên tay. Hưng Tào Phù biết rõ, từ ngày mất chức tổ trưởng, bà này chỉ quét cửa nhà mình để chút nữa đón trẻ. Sau nhiều lần va chạm, giờ gã cùng bà ý chọn cách việc ai nấy làm, hồn ai nấy giữ, nên bọn đàn em tụ tập, chẳng lo bị bà ta để ý, rồi mò ra đồn công an báo cáo như ngày trước. Dù tổ dân phố mất đi một tổ trưởng năng nổ, bù lại gã cùng mọi người trên phố có thêm một hàng xóm bớt tính đâm bị tóc, chọc bị gạo. Sơi xong đĩa cơm rang với dưa chua do vợ đề phần, Hưng Tào Phù mặc quần tuyết si vừa được sửa lại cho vừa. Đây là chiến lợi phẩm tịch thu của tay phó tiến sĩ hám gái Đinh Tiến Thành. Đã có thời là sinh viên mặc quần Âu với áo sơ mi trắng, hôm nay gã mặc Âu phục nhớ về một thời đã qua. Sau khi đeo đồng hồ và buông tay áo che đi những hình xăm trổ, đứng ngắm mình trong gương, Hưng Tào Phù bất ngờ vì thấy chẳng khác gì một vị tiến sĩ nào đó. Cưỡi con xích thú ăn xăng chạy sang phố Cao Đạt, nhác thấy bốn thằng tiểu nhị đang chạy lăng xăng, Hưng Tào Phù dựng xe hất hàm về phía mẹ thịt bò rồi hỏi: "Thằng Thành Lác đâu? Sao không thấy ra bán hàng phụ vợ?" Một thằng tiểu nhị tóc màu râu ngô cười danh mãnh rồi nói: "Đại ca khéo đùa. Giờ này thằng mồm chó vó ngựa đang nằm treo chân trong khoa bỏng để người ta bôi thuốc." Phố Cao Đạt được người buôn thúng bán mệt chọn làm chỗ sinh nhai. Tuy nhiên họ thường chạy từ phố Huế qua, từ bên đoàn Trần Nghiệp lại, hễ thấy bị đuổi. Khi các lực lượng chức năng rời đi, họ quay về ngồi tràn ra vỉa hè như lúc trước. Ai đuổi sẽ chạy, không đuổi lại ngồi, giống như một vòng luẩn quẩn. Hưng Tào Phù thấy tên chợ đuổi phản ánh đúng thân phận những con người lầm lũi mưu sinh. Dù chẳng làm hại đến ai, trong mắt nhiều người, họ như cái gai hay miếng vải vá trên chiếc áo mới cần dẹp bỏ. Điều dễ nhận thấy, hễ thành phố có những ngày kỷ niệm gì đó, bà con buôn bán ở phố Cao Đạt sẽ bị đuổi không thương tiếc. Có người chạy sang ô Cầu Dền bán tạm, có người đạp xe một mạch xuống tận ô Đồng Lầm cho qua đợt cao điểm. Giống như ném đá ao bèo, khi lực lượng chức năng ngừng ra quân, họ lại quần tụ về đây cho đến sẩm tối. Chàng dỗi hơi ngồi ngắm chợ cóc, Hưng Tào Phù lượn một vòng rồi ghé quán cà phê trên phố Bà Triệu đợi khách. Gã biết quán này là nơi những kẻ mánh mung làm ăn thường gặp mặt. Ngồi nhâm nhi tách cà phê như màu nước điếu, Hưng Tào Phù lẩm bẩm chửi lão khách vì bắt đợi nửa tiếng chưa xuất hiện. Đưa tay nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm, đang tính cưỡi con xích thú ăn xăng quay về phố Lê Văn Hưu. Bất ngờ có con xe Lada màu trắng dừng ngay sát vỉa hè. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông dáng bệ vệ, chính là người có hẹn với gã. Chưa từng làm trong các cơ quan nhà nước, Hưng Tào Phù vẫn biết tiêu chuẩn bộ trưởng đi xe Volga, còn thứ trưởng đi xe Moscovic. Như vậy con xe Lada dành cho các cán bộ lãnh đạo cục, vụ, viện. Ngẫm thân phận mình, chẳng vương tướng gì, mỗi lần xuống Hải Phòng đều ngồi thùng xe Zil 130.
Hưng Tạ Phù cảm thấy thoải mái vì chẳng bó buộc. Thật ra đi xe ô tô loại gì, nhân dân chẳng quan trọng. Nếu đời sống khó khăn, thì họ dùng cách nói trào phúng để ngầm chê mấy ông quan cách mạng. Ngồi lê la quán nước về hè nhiều hơn thời gian lao động, Hưng Tạ Phù thuộc lòng câu, bụng to chắn hói, hay nói ba hoa, đi xe von gà, ăn gà tôn đàn. Sau cái bắt tay xã giao, ông khách đi thẳng vào vấn đề. Cậu định lấy tiền hay lấy vàng cho lô hàng vừa rồi? Nếu thỏa thuận xong, tôi chuyển ngay xuống Hải Phòng. Bác cho xin một nửa tiền, một nửa vàng cho tiện. Vàng tăng 265 đồng một cân, không rẻ như đầu năm. Dù biết bị ép giá, nhưng không muốn mang bán lẻ, dễ bị công an tóm hoặc đám chủ hàng thuê đám giang hồ khác truy tìm. Cuối cùng Hưng Tạ Phù chấp nhận bán tất cả số hàng theo giá bán buôn. Cả hai chụm đầu vào cuốn sổ tay, tính toán những con số cộng trừ nhân chia. Khi người đàn ông sẽ mua hàng dùng bút đỏ khoanh vào con số 8.500 đồng. Dù chưa từng nghĩ mình có được số tiền lớn đến vậy, Hưng Tạ Phù khẽ thở hắt ra. Gã biết nếu không sợ bị công an truy tìm hay bọn chủ hàng săn lùng, những thứ gã cùng mấy tên đàn em khoáng được sẽ bán được một khoản tiền cực lớn. Vốn là dân bách khoa, riêng khoản tính toán gã chẳng thua kém ai. Số tiền 8.500 đồng xét ra chỉ mua được hai con xe Peugeot cùng kiện vải. Tính ra con cáo giả này rơi không lô thuốc kháng sinh của Pháp. Chẳng thể tìm được người mua có khoản tiền lớn như vậy. Chưa kể họ biết nguồn gốc số hàng là của phi pháp. Sau một hồi lưỡng lự, Hưng Tạ Phù chấp nhận bán tháo lô hàng với giá đó. Không muốn nhận một khoản tiền lớn vì đồng tiền nhanh mất giá, Hưng Tạ Phù đề xuất sẽ nhận 2 lạng vàng tương đương với 5.300 đồng. Như vậy số tiền mặt còn lại là 3.200 đồng. Dù chẳng mua được căn nhà mặt phố, Hưng Tạ Phù nhẩm tính nếu không phải chia cho lũ đàn em, khéo gã đủ tiền mua một sào đất Bắc Bộ thổ cư ngay vùng ven. Thống nhất xong giá cả, ông khách trước khi bước vào con xe Lada liền giao hẹn. Đúng 8 giờ tối nay, cậu cho xe hàng tới cầu chui, tớ sẽ chuyển hàng sang xe theo phương thức tiền trao trá múc. Hưng Tạ Phù gật đầu nói ngay, một đợt ăn quan coi như xong. Cưỡi con xích thú ăn xong, từ khu triển lãm giảng võ rẽ sang Đê La Thành, thấy trên đường vắng người qua lại, Hưng Tạ Phù nhớ cảnh tấp nập vào những ngày cuối năm. Gã mong phi vụ thành công sẽ cho đám đàn em nghỉ đến Tết là vừa. Sau khi bóp côn về số đi chậm lại, gã chủ động nhường cho hai vợ chồng đang kéo xe cải tiến chở những viên gạch ba banh và cuộn giấy dầu. Có lẽ họ mua được ở đâu đó rồi về sửa nhà trước mùa mưa bão. Khi xe cải tiến đi ngang qua, Hưng Tạ Phù rẽ ngay vào làng Thành Công theo lịch hẹn. Chạy ngoằn ngoèo qua nhiều dãy nhà cấp 4, sau khi lao xe qua khoảng đất trống tập kết rác thải, Hưng Tạ Phù dừng xe trước một ngôi nhà lợp mái lá gồi cũ nát. Khi gã vén mảnh bước vào, người phụ nữ có làn da ngăm đen đang ngồi hút thuốc lá khẽ gật đầu chào, rồi vác ghế đầu ra ngồi canh cửa. Yên tâm vì có người trong xe, Hưng Tạ Phù đi thẳng xuống bếp vì nhà này hắn thường xuyên lui tới khi còn là sới bạc. Sống ở nơi toàn những kẻ có thành phần bất hảo trộm cắp, 1 mét vuông nơi đây không phải là 9 thằng ăn cắp như trên chợ Đồng Xuân. Nói chính xác, toàn bộ cư dân quanh bãi rác đều có quá khứ đen tối như nhau. Căn bếp rộng hơn 10 mét vuông, có 1 chiếc chạn gỗ đóng quây bằng ván ép, còn 4 chân được kê trong 4 chiếc bát mẻ đổ đầy nước nhằm chống kiến. Củi và những thứ có thể đun được xếp lộn xộn gần chiếc kiềng gang 3 chân. Dù chật như vậy nhưng ở phía đối diện có kê một tấm phản rộng như chiếc giường cá nhân. Ở trên phản có một tay đầu gối quá tai đang ngồi bên đống chai lọ. Khi thấy khách vừa vào, tay chủ nhà vội vén mảnh rồi lấy rẻ lau qua phản có bột trắng xóa bám đầy. Đợi khách ngồi xuống, tay chủ nhà mở chiếc cặp lồng nhôm cũ mềm, chỉ vào đống bột trắng xóa bên trong giải thích. Nếu lấy bột mì Liên Xô làm giả cũng được, nhưng hay mốc. Nhân tiện nhà có bột sắn dây nên tớ dùng luôn. Nói thật nhìn thoáng qua, 1 9 1 10. Cầm lọ thuốc kháng sinh thật đặt cạnh lọ thuốc kháng sinh với thành phần là bột sắn dây. Hưng Tạ Phù khen tay hoàng vầu khéo tay và tỉ mẩn khi lượng bột trắng đúng y chang lọ mẫu. Gã biết để có mấy trăm lọ thuốc giả này, hoàng vầu đã dặn mấy mẹ đồng nát đi mua lông gà lông vịt cùng các đồ phế liệu, chịu khó nhặt các lọ thuốc kháng sinh đã sử dụng ở các bệnh viện mang về. Sau khi cho vào nồi nước sôi khử trùng rồi phơi cho ráo nước, những nắp bằng cao su có bọc lớp thiếc bên ngoài đều được gia công như thật. Trong mọi công đoạn làm giả, khó nhất là việc in tem nhãn thuốc vì tìm khắp Hà Nội chẳng nơi nào làm được. Sau này nhờ mối quen, hoàng vầu đặt mua tận Sài Gòn truyền ra Hà Nội những nhãn mác thuốc với đủ loại chữ tiếng Anh chả ai đọc được. Dù có thời là sinh viên bách khoa, nhưng do học tiếng Nga từ thời phổ thông nên Hưng Tạ Phù nhìn chữ tiếng Anh mù tịt.
có chăng gã đọc được tên thuốc kháng sinh penicillin hay thuốc tetracycline là thủ phạm khiến men răng bị hỏng và đen. Dù vốn tiếng Anh bập bõm, Hưng Thọ Phù quan tâm đến những thùng thuốc kháng sinh. Sau khi chép tên thuốc rồi đi hỏi một vị bác sĩ quen, gã biết được amoxicillin, ampicillin, lancoxin thuộc hàng biệt dược. Trong đó loại lancoxin điều trị bệnh hoa liễu được bán với giá cắt cổ nếu mua ngoài chợ đen. Còn đợi trong bệnh viện chắc đến mùng thất. Biết mình nắm trong tay số thuốc quý, ngay khi gửi mẫu chào hàng, Hưng Thọ Phù đã âm thầm thuê tay Hoàng Vầu làm ra lô hàng giả y như thật. Vốn có nhiều tem nhãn mua trong Sài Gòn dạo trước, Hoàng Vầu nhanh chóng hoàn thành để nhận tiền công. Giá kể nếu không nghiện hoạt, Hoàng Vầu dư sức mua được ngôi nhà tử tế nhờ tài làm giả mọi thứ. Tiếc rằng tiền công có được, gã gửi hết cho Hà Phù Dung không dứt ra được. Nhìn tay chủ nhà đang ngắp ngắn ngắp dài vì đói thuốc, Hưng Thọ Phù công nhận dân bẹp tai khi đủ cữ thuốc sẽ dồn tâm sức làm theo yêu cầu của khách. Nếu đói thuốc, mọi thứ bé như mẩu thuốc viện sống vê trên tay. Trong lúc ngồi kiểm đếm những lọ kháng sinh được làm giả, Hưng Thọ Phù thấy Hoàng Vầu ngồi dựa lưng vào tường còn đôi mắt nhắm nghiền. Giờ này chỉ cần người mùi thuốc viện, mọi tinh anh sẽ phát tiết qua đôi mắt dính dỉ. Dù đã thống nhất bán hết lô hàng từ xe đạp cho đến mấy thùng thuốc kháng sinh với giá 8.500 đồng, Hưng Thọ Phù thấy không yên tâm bởi nước trong thì không có cá. Việc gì hanh thông quá, nhiều khi lại dễ hỏng. Vốn có máu liều, chẳng ngại phang nhau, gã quyết định tráo toàn bộ lô thuốc kháng sinh bởi khó phát hiện. Riêng hai xe đạp Peugeot màu cánh trà cùng kiện vài kẻ của Bulgari, gã sẽ giao đủ như cam kết. Thanh toán xong tiền công cho Hoàng Vầu, không ngu gì chở mấy thùng thuốc tây dởm đi nghênh ngang ở ngoài phố. Hưng Thọ Phù gọi xe xích lô gần đó rồi khuân hàng ra xe. Gã không quên phủ chiếc chăn rách lên chỗ hàng rồi nhắc ông lão đạp xích lô kéo bạt và buông miếng vải che mưa phía trước như chở gái đẻ, còn gã chạy xe máy ngay bên cạnh. Với 2 lạng vàng cùng 3.200 đồng sẽ nhận được, gã sẽ chia cho 3 tên đàn em tùy vào mức độ. Riêng thằng Tân húng chó vừa được con xe máy Suzuki nên tiền nhận được ít hơn. 2 thằng Tài rơi vào Toàn sẽ nhận một khoản tiền để tiết kiệm đến cuối năm mua thêm con xe Dream chạy cho đời bớt oi khói. Đợi cho toàn bộ lô hàng được cho lên thùng xe Zil 130 và phủ bạt, Hưng Thọ Phù nhắc Tài rơi cùng Toàn chập mạch, nếu mót đái thì đứng trên thùng tưới xuống lốp xe, đói phải thay nhau đi ăn, cấm rời thùng xe tải vì khu này trộm cắp đông hơn quân bành trướng. Tần húng chó ném bi đông nước cùng 2 củ sắn luộc cho đồng bọn, sau đó quay sang hỏi nhỏ: Lão Vinh chở sắt đã đồng ý mua cả mớ, sao đại ca còn cháo thuốc làm gì? Cái loại ti hí mắt lươn đó chả tin được, tốt nhất phải phòng xa. Dù đám đàn em có tính liều như mình, Hưng Thọ Phù vẫn biết chim sẻ sao có thể so sánh với đại bàng. 2 lần đột vòm thành công còn dễ hơn cả câu cá trộm trong công viên, nguyên do bởi gã dụng công tìm hiểu kỹ mọi đường đi nước bước để không bị động. Chẳng phải tự dưng gã xông vào đám ma chẳng quen biết để chạy lăng xăng, bởi có vậy gã không những biết tên của gã chủ hàng còn khiến đám họ hàng xa gần nhớ mặt. Chẳng tự phụ thông minh hơn người, nhờ sự xuất sáng đó nên người phụ nữ không mảy may nghi ngờ lúc trao chùm chìa khóa cùng chậu thức ăn dành cho 2 con chó béc dê. Đã từng có kinh nghiệm từ lần mang thuốc kháng sinh về chợ Nghệ ở Phú Xuyên bán, Hưng Thọ Phù biết mình sẽ thu được thêm một khoản tiền không nhỏ, như vậy là xơi 2 lần cho cùng một mặt hàng. Bài binh bố trận xong thấy còn sớm, gã quyết định chạy xe về nhà chợp mắt để tối nay sang bên cầu chui giao hàng. Do nhắc vợ từ trưa, ngay khi ngủ một giấc đến lúc mở mắt, Hưng Thọ Phù đã thấy mâm cơm đại đồng bàn đặt trên phản đợi mình. Ngó nhìn đồng hồ đúng 5 giờ chiều, gã xuống bếp tắm gội để ăn sớm. Chẳng riêng nhà gã thường ăn sớm, nhiều nhà có thói quen lau sạch các bóng đèn dầu và ăn sớm khi trời còn sáng. Không gì chán bằng phải ăn cơm dưới ánh đèn dầu đe nói. Dù sắp hoàn thành việc lớn để có tiền mua vô tuyến để lông để lúc, cờ lùa như mơ ước, gã quyết không hé răng một câu, bởi nếu bị vợ can ngăn đâm bị sái. Khác với mọi ngày, dù đĩa cua rạm khá ngon cùng bát canh mướp nấu kèm rau đay, Hưng Thọ Phù quyết không tập ngụm rượu nào vì cần giữ cho đầu óc tỉnh táo. Không mặc bộ âu phục kiểu trí thức dởm, sau khi mặc quần rộng áo bay, Hưng Thọ Phù vào buồng ngủ mở cánh cửa tủ hay treo quần áo mùa đông. Gã nhấc ra một hộp sắt tây có ghi chữ Trung Quốc. Theo như ông già đầu phố hồi trước bán cho gã hộp sắt này giới thiệu, đây là thùng đựng lương khô do Trung Quốc viện trợ trong thời kỳ chống Mỹ. Chưa từng được ăn lương khô do Trung Quốc viện trợ. Nhưng hộp sắt là nơi gã cất giữ 6 con dao găm to nhỏ khác nhau. Tất cả được rèn từ thanh nhíp ô tô nên có thể cận chiến không ngại bất kể đối thủ nào. Sau vài phút suy nghĩ, Hưng Thọ Phù chọn một con dao găm được đánh số 4.
Con dao này từng khiến bao kẻ đổ máu, còn gã bóc lịch trong tù đúng 3 năm. Dường như chưa yên tâm với lại vũ khí thô sơ, gã cúi xuống gầm giường, lấy khẩu súng K-54 được bọc trong miếng vải cũ và quấn chun gắn ngay sát chân giường. Hồi gã vừa ra tù, trong một lần ngồi uống trà chén ở cửa Nam, bất ngờ thằng tân hung chó giả bước theo một người mặc bộ quân phục. Thấy tên đàn em sốt sắng vì ba lô căng phòng của người lính, Hưng Tào Phù đã cười khủng khục vì nhớ đến câu cửa miệng của bà con, bắt được tiền của bộ đội, với hàm ý còn khó hơn lên trời. Không trộm được đồng nào từ người sĩ quan, bù lại tên hung chó đã nhanh tay lấy được khẩu súng còn nguyên cả băng đạn. Có đôi lần ngồi buồn, Hưng Tào Phù thầm nghĩ. Kỷ luật quân đội vốn cực nghiêm, người sĩ quan để mất súng coi như sự nghiệp tan thành mây khói. Trời nhập nhọn tối, nhưng đèn đường chưa có. Những gia đình trong ngõ đã thắp đèn dầu để ăn tối, còn ngoài đường thỉnh thoảng có ánh đèn pha ô tô dọi lại. Không muốn bị rơi vào tình thế bị động, Hưng Tào Phù quyết định chạy sang bên cầu chui trước cả tiếng. Gã sẽ lượn qua lượn lại thăm dò nơi giao hàng lấy tiền nhằm đề phòng bất chắc. Vừa dắt con xích thú ăn xăng ra khỏi cửa, Hưng Tào Phù giận tím mặt khi thấy mụ khọm già đứng chắn ngay trước ngõ. Bình thường gã dắt xe ra ngoài phố sẽ nổ máy. Trước tình hình này, gã quyết định nổ máy rồi lao xe từ trong ngõ ra ngoài vỉa hè. Chẳng cần giữ ý do bị ám quẻ, Hưng Tào Phù rồ ga bấm còi khiến bà Nhàn được gã ưu ái gọi là khọm già vội tránh sang một bên. Nếu không bận đi công việc quan trọng, sẵn đang ngứa mồm, gã tế sống 3 đời con mụ vô duyên hết phần người khác. Đường phố nhiều nơi chỉ có ánh đèn đường yếu ớt, do giờ này mọi người quây quần bên mâm cơm nên nhiều con phố vắng tanh. Chẳng mấy chốc, Hưng Tào Phù đã vọt qua cầu Long Biên để tới điểm hẹn. Cầu chui vốn chẳng lạ gì với Hưng Tào Phù. Ngày gã bị tống cổ khỏi trường đại học đã từng vác dao theo lão hỉ đầu bạc mò sang đây nói chuyện với đám quân khu Gia Lâm. Nhiều lúc nghĩ lại, gã thấy đúng là sống chết có số. Chỉ cần đám quân khu Gia Lâm bài binh bố trận, đảm bảo gã cùng hỉ đầu bạc không nơi ẩn nấp, phải nằm phơi xác ngay mặt đường. Vòng đi rồi vòng lại chỗ ba xe ô tô tải phủ bạt dừng sát bên đường, Hưng Tào Phù tấp vào quán nước dưới gốc cây ngồi quan sát. Dù con mẹ bán nước không béo tốt như mụ Kha béo, thoáng nhìn qua, gã biết ngay, mẹ này cũng thuộc dạng đưa người cờ trước, rước người cờ sau. Ngồi uống trà, hút thuốc chán chê, nhìn đồng hồ chưa đến 7 giờ, khiến gã thấy việc sang đây sớm quá, đâm giờ. Đang ngắm trời ngắm đất và đưa tay đập mũi, Hưng Tào Phù nghe thấy mụ bán nước mời chào. Hay làm cuốc tàu nhanh giá rẻ nhỉ? Để chị gọi cho con bé vừa trên mạn ngược xuống, còn lơ ngơ lắm. Hưng Tào Phù chép miệng. Thôi, lạy mẹ, dính vào mấy con bớp bẩn đó, rẻ hóa đắt. Riêng tiền mua lancusin và gentamicin, mất toi con xe đạp Thống Nhất. Thấy mụ chủ quán nước tỏ vẻ khó chịu, Hưng Tào Phù dài giọng. Mẹ kiếp, thổ mộ kinh, ngồi đó mà lơ ngơ. Khi vợ phủi đít quần đứng dậy, Hưng Tào Phù nóng mắt vì con mẹ bán nước xé tờ giấy báo đốt vía, rồi lầm bầm chửi gã, ít tiền, còn đòi gái xinh. Ra ngõ gặp mụ khọm già ám quẻ, ngồi uống nước bị đốt vía, khiến máu điên của gã bắt đầu bốc lên ngồn ngụt. Thay vì chạy lòng vòng kiểm tra thêm lần nữa, Hưng Tào Phù dựng chân chống xe, rồi bước tới giang tay tát cho con mụ tú bà nửa mùa 2 cái liên tiếp. Tiện chân, y đã tung chiếc bàn gỗ, khiến đèn dầu và tủ kính nhỏ đựng thuốc lá văng xuống bãi cỏ. Biết gặp đúng giang hồ, không phải khách làng chơi, mụ bán nước chỉ biết van xin do lỡ lời. Chẳng muốn táng thêm vài cái nữa cho bẩn tay, Hưng Tào Phù đuổi mụ bán nước biến ngay cho khuất mắt. Một mình ngán ngữ vị trí thuận lợi, gã lặng lẽ quan sát. Từ ông đạp xích lô cho đến ba gã lái xe tải đang ngồi sát phạt nhau. Giống như kẻ đi săn, Hưng Tào Phù ngồi thu mình quan sát đủ 4 phương 8 hướng. Ngay khi gần một quán bán thịt chó, gã thấy đám xích lô đang ngồi uống rượu với vẻ mặt hì hả. Khi biết không có gì lạ, Hưng Tào Phù tặc lưỡi nghĩ đến khoản tiền sắp nhận. Còn 15 phút nữa là đúng 8 giờ, Hưng Tào Phù nhìn thấy con xe Zil 130 quen thuộc chạy tới. Ngay phía sau có tên hung chó chạy xe Suzuki để phòng bất chắc. Đợi cho lái xe tấp vào ven đường, từ phía đối diện con xe Lada vòng lại rồi đỗ ngay phía sau xe tải. Sau ít phút thêm con xe ba bánh có thùng ghi dòng chữ xe chở thịt lợn tấp vào. Khi thấy lão Vinh Trợ Sắt mở cửa xe ô tô bước xuống, Hưng Tào Phù cưỡi con xích thố ăn xăng chạy sang, dựng ngay trước đầu con xe Lada. Gã đề phòng trường hợp lão Ti Hí Mắt Lươn ôm hàng chui vào xe chạy mất. Trong lúc lão Vinh Trợ Sắt dọi đèn pin kiểm hàng, Hưng Tào Phù châm lửa hút thuốc với vẻ mặt thản nhiên.
Hai khung xe Peugeot cánh trả cùng bốn chiếc lốp vẫn quấn ni lông và một thùng đựng phụ tùng được cho vào xe ba bánh cùng kiện vải. Riêng bốn thùng thuốc kháng sinh được chuyển vào cốp xe ô tô Lada và hàng ghế sau. Hàng đã trao nên việc còn lại là thanh toán tiền. Chẳng có kẻ bớt một thêm hai như mua rau ngoài chợ. Lão Vinh chợ sắt mở chiếc cặp đăng sách trên tay, đếm đủ 3.200 đồng đưa cho Hưng Tàu Phù. Khi chui vào xe ô tô định nổ máy rời đi, thấy Hưng Tàu Phù vẫn chưa rời đi, thậm chí còn ra hiệu cho đàn em phi xe máy khóa đuôi, vì phía trước có con xe Honda 67 khóa đầu. Lão Vinh chợ sắt giật mình nhớ ra nên chủ động xuống xe. Mặc trong túi ra một chiếc túi nhung đỏ, lão đếm đủ 20 chiếc nhẫn vàng, mỗi chiếc có trọng lượng 1 đồng cân vàng, vị trí tổng cộng là 2 lạng vàng như dao kèo. Trao lại túi vàng cho Hưng Tàu Phù, lão cười hình hạch nói, vội quá nên tí quên, đáng nhẽ chú nhắc anh một câu. Hưng Tàu Phù cầm túi đựng 20 chiếc nhẫn vàng lắc nhẹ, sau đó gằn giọng nói, mẹ kiếp, thằng này từng buôn bò Quảng Yên, nên không lạ gì chiêu một thật một giả. Trong 20 chiếc nhẫn này, chắc chắn có 10 chiếc là hàng Mỹ ký. Quay trang mấy tên đàn em, Hưng Tàu Phù ra lệnh, chuyển hai con Peugeot lên thùng xe tải cho tao. Gã mặt dỗ tầm trung tuổi cầm lái con xe ba bánh chuyên chở thịt lợn bất ngờ nói xen vào. Chúng mày định cháo đa phải không? Mở đi mà húp. Ngay khi gã mặt dỗ cho tay vào mồm rồi huýt sáo, lập tức ba chiếc xích lô chở theo chục thằng đầu trâu mặt ngựa bên quán thịt chó tràn sang. Không bất ngờ khi bị mai phục, Hưng Tàu Phù vốn chẳng tin lão tí hí mắt lươn ngay lần gặp đầu tiên trên phố Bà Triệu. Nhìn đám côn đồ đằng đằng sát khí cầm điếu cày khóa dây cùng sẻng công binh trên tay áp đảo mình cùng ba tên đàn em, Hưng Tàu Phù nhếch mép cười nhạt rồi bất ngờ túm cổ áo của lão Vinh trợ sắt. Ngay lập tức tay còn lại được gã rút khẩu súng K-54 mang theo phòng thân dí sát thái dương kẻ dám dẫn mặt. Trong lúc đám côn đồ sững người vì nhìn thấy chó lửa, Hưng Tàu Phù gằn giọng, nếu há mồm nói sai ý ta một câu, đầu mày sẽ nát như quả bí ngô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Mùa Đông Không Lạnh. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.